Trước khi vào video, mọi người cho em xin một like và một subscribe để giúp cho kênh được phát triển hơn nha. Em cảm ơn mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Xem Nhà Online. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà ở hẻm 239 Trần Văn Đang bên quận 3. Xung quanh đường Trần Văn Đang có một số tiện ích như là nhà hàng, cửa hàng tiện lợi Winmart, nhà rất gần ga tàu lửa Sài Gòn, siêu thị Cup Food, sát bên công viên bờ kè Hoàng Sa Trường Sa. Từ mặt tiền Trần Văn Đang đi vào hẻm 239 khoảng 100m, mọi người nhìn bên tay phải sẽ là số 239/34. Sau đó mọi người đi thêm khoảng 5m nữa, nhìn bên tay phải là căn nhà ngày hôm nay em muốn giới thiệu cho mọi người. Nhà có địa chỉ là 234/34/2 Trần Văn Đang, quận 3, cách hẻm xe ba gác chỉ khoảng 5m là tới. Nhà có diện tích bề ngang là 3m8, bề dài là 11m, kết cấu là cấp 4, giá đang kêu là 3,6 tỷ vẫn còn thương lượng. Hiện trạng nhà đang là cấp 4, rất thích hợp cho khách hàng nào muốn mua nhà để xây mới. Chủ nhà tặng giấy phép xây dựng 1 trệt 1 lửng 2 lầu và mái che thang.